năm 2024 vừa mới đến sẽ như thế nào? Nhà tiên tri người Anh Craig Hamilton Parker hiện được giới truyền thông gọi là Nostradamus mới. Ông nổi tiếng là một nhà tiên tri bi quan, nhưng phải nói rằng một số dự đoán của ông chính xác đến mức khiến người ta dựng tóc gáy. Chẳng hạn như ông từng dự đoán chính xác rằng virus COVID sẽ can quét cả thế giới, từ đó khiến ông nổi tiếng. Vào cuối hoặc đầu mỗi năm, ông Parker có thói quen đưa ra dự đoán về những sự kiện lớn sẽ xảy ra trong năm mới. Năm nay cũng không phải ngoại lệ, vào đầu năm 2024, ông Parker đã đưa ra dự đoán lớn về tương lai toàn cầu. Nếu dự đoán đó trở thành sự thật thì nó sẽ ảnh hưởng đến cả thế giới, trong đó bao gồm Trung Quốc sẽ chia thành các nước nhỏ, Ấn Độ trỗi dậy, chiến tranh Nga-Ukraine, xung đột Israel-Hamas vân vân. Vậy những tiên tri của ông Parker liệu có ứng nghiệm trong năm 2024 hay không? Xin mời quý vị cùng tìm hiểu trong video dưới đây nhé. Tiên tri Parker mới nhất, thảm họa năm 2024 và may mắn đến từ phương Đông. Kết cục của cuộc chiến Nga-Ukraine liên hợp châu Âu tan xã Trong tiên tri mới nhất, Parker nói Ukraine sẽ giành lại lãnh thổ của họ vào năm 2024, thậm chí còn thu phục Crimea. Tuy nhiên, Parker nhìn thấy cái giá nặng nề của Ukraine. Ông thấy nhà máy điện hạt nhân bị hỏa hoạn, tuy không bị phá hủy hoàn toàn như Chernobyl, nhưng cũng đủ khiến cho người ta lo lắng. Còn nước Nga sau chiến tranh sẽ rời xa châu Âu và hướng về phương Đông cùng với nỗi đau thương mà cuộc chiến nga ukraine gây ra kinh tế suy si thoái lớn tư tưởng cực đoan cánh hữu nổi lên ở ba lan pháp italia trào lưu chủ nghĩa dân tộc cũng dâng lên ở pháp đức thậm chí thụy điển tinh thần dân tộc của các nước ngày một tăng ngày càng coi trọng lợi ích quốc gia Điều này hoàn toàn trái ngược với giá trị quan tổng thể của Liên Hiệp Châu Âu, khiến EU bị chia rẽ sâu sắc, có thể cuối cùng dẫn đến sự tan giá của Liên Hiệp Châu Âu. Trong các tiên tri trước đây, Parker từng nói liên hợp châu Âu sẽ không đoàn kết lâu dài, tương lai sẽ dần chia cắt, nhưng có lẽ là sau năm 2024, Parker cho rằng Đan Mạch có thể trưng cầu dân ý tách khỏi EU, thời gian vào năm 2024. Năm 2024 có thể sẽ kêu gọi nước Anh tái gia nhập liên hợp châu Âu nhưng không có kết quả. Parker nói, những trừng phạt đối ngoại các hình thức của EU không có tác dụng thúc đẩy sự đoàn kết của bản thân EU. Triển vọng tương lai của Liên Hợp Châu Âu là rất đáng lo ngại, nhất là về lĩnh vực tài chính. Mở bản đồ châu Âu ra xem, chúng ta sẽ thấy một việc rất thú vị, đó là các nước nhỏ của châu Âu rất nhiều. Có những nước nhỏ đến mức phải lấy kính lúp ra để tìm kiếm. Một châu Âu nhỏ bé mà có hơn 40 quốc gia, nếu vào thời Trung Cổ thì còn nhiều hơn nữa. Ngoài ra trong lịch sử, châu Âu dường như chưa bao giờ thống nhất. Điều này hoàn toàn trái ngược với Trung Quốc, thống nhất các nước nhỏ. Bắc Cơ còn thấy, năm 2024, châu Âu còn xảy ra những sự kiện sau. Sự kiện đồ súng ở Thụy Điển. Bắc Cơ nói, chúng ta rất ít khi thấy những bản tin tiêu cực về Thụy Điển. Thụy Điển đem lại ấn tượng cho chúng ta rằng đây là quốc gia có mức độ khoan dung và ổn định cực cao. Nhưng năm 2024, Thụy Điển sẽ xảy ra mấy sự kiện bất thường, có thể xảy ra những vụ nổ súng, tấn công chính quyền, biểu tình chống nhập cư vân vân, khiến xã hội hỗn loạn. Ireland và Anh Quốc, năm 2024, Ireland sẽ chịu nhiều tác động, rất nhiều công ty và các thực thể kinh tế lớn sẽ rút khỏi Ireland. Đồng thời, nguy cơ thị trường nhà đất nghiêm trọng và nguy cơ lương thực toàn cầu cũng gây ra ảnh hưởng đối với Ireland. Do đó, quan hệ giữa Ireland và Anh quốc càng trở nên chặt chẽ hơn. Hơn nữa, Parker còn dự cảm rằng tương lai có thể Ireland và Anh quốc hợp nhất. Đá điêu khắc Engin Đá điêu khắc Engin, nguồn gốc từ Hy Lạp, hiện ở Bảo tàng Anh, cuối cùng sẽ trở về với Hy Lạp. Nửa đầu năm 2024, một phần đá điêu khắc Engin có thể trở về Hy Lạp với danh nghĩa cho mượn và sẽ được tu sửa bảo dưỡng ở đó. Chính vì vậy, quan hệ thân thiết giữa Hy Lạp và Anh Quốc càng tiến gần thêm một bước lớn. Nhưng Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ có khả năng sẽ xảy ra mâu thuẫn lớn. Nguy cơ và scandal Ở nước Pháp, những nguy cơ như lạm phát, kinh tế đi xuống, nguy cơ năng lượng và lương thực khiến xã hội hỗn loạn liên tiếp xuất hiện. Các loại nguy cơ, các cuộc tuần hành, kháng nghị, trả lưu chủ nghĩa dân tộc vân vân khiến Tổng thống Pháp Macron có thể vì thế mà mắc bệnh đồng thời nguồn tiền hối lộ và tham nhũng từ nga và trung quốc bị phơi bày đại bộ phận là ở nước đức nhất là trong ngành tài chính của đức các vụ scandal tham nhũng tài chính lớn sẽ bị phơi bày còn các scandal ma túy một mặt toàn châu âu nỗ lực chống ma túy mặt khác phong trào hợp pháp hóa cần sa cũng đồng thời triển khai ở châu âu italia bị cuốn vào scandal ma túy các sư mục và ngân hàng của vatican cũng bị liên quan hơn nữa còn có thể liên quan đến rửa tiền. Bạo lực, Bắc Cơ nhìn thấy năm 2024 sẽ xảy ra cảnh nhiều sự kiện bạo lực hơn như đường xá, cầu cống bị phá hủy, khu vực Catalonia của Tây Ban Nha sẽ xảy ra các sự kiện giống như khủng bố. Mọi người tràn ra các con phố Barcelona kháng nghị. Hơn nữa, ở thời gian cao điểm ngày lễ, Barcelona sẽ giới nghiêm toàn thành phố. Ngoài ra, một chiếc tàu khách trên địa Trung Hải xảy ra sự cố. Thiếu hụt năng lượng, thời tiết cực đoan. Bắc cơ nhìn thấy, mặc dù con người nỗ lực khai phát và ứng dụng năng lượng xanh, nhưng trong phương án giải quyết thiếu hụt năng lượng tạm thời, thì việc sử dụng năng lượng than vẫn không ngừng tăng, nhất là ở Pháp và Đức. Mặc dù Pháp có nhà máy điện hạt nhân, nhưng vẫn phải đối mặt với sự thiếu hụt năng lượng lớn. Năm 2024, khu vực miền Nam sẽ có thời tiết cực đoan. Miền Nam nước Pháp, Italia sẽ bị thời tiết hạn hán cực đoan, phát hiện khảo cổ mới và nghiên cứu công nghệ mới. Năm 2024 sẽ có phát hiện khảo cổ mới, đó dường như là một nền văn minh lâu đời chưa từng nghe đến. Bác cơ cho rằng có thể liên quan đến Ấn Độ, địa điểm có thể là ở khu vực tiếp giáp giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp hoặc khu vực Biển Đen. Năm 2024, Trung tâm Nghiên cứu Hạt nhân châu Âu có thể phải đóng cửa do sự cố. Châu Âu sử dụng công nghệ mới, nghiên cứu, tạo ra loài sinh vật mới, giống như voi ma mút, giống như trong phim Công viên kỳ Sura. Tuy nhiên, loài sinh vật này không sống được, nhưng về mặt ứng dụng sinh vật DNA cổ đại và phương diện tế bào học có đột phá lớn. Trong tiên tri của ông, thế giới hỗn loạn, Parker nói đó là thời khắc đen tối trước bình minh. Trung Quốc ánh sáng sau đêm đen. Trong 3 năm, Trung Quốc chưa từng xóa sổ được dịch bệnh nhưng lại hoàn thành được việc xóa sổ kinh tế. Trước đây, trong tiên tri đầu tháng 12 của mình, Parker nhấn mạnh của cách mạng ở Trung Quốc kết cục cuối cùng đêm đen hết và cuối cùng là tốt đẹp. Chúng ta lý giải về kết cục này như thế nào? Parker bày tỏ, chủ nghĩa tam dân của Tôn Trung Sơn sẽ tái hiện ở Trung Quốc. Parker nói, vợ của ông đã gợi mở ông tiên tri những điều này vợ của bắc cơ nhiệt huyết tìm kiếm gây quỹ và dùng toàn bộ quỹ này để giúp đỡ xây dựng tượng tôn trung sơn để truyền bá chủ nghĩa dân tộc dân quyền dân sinh của tôn trung sơn chủ nghĩa này được tiếp nối ở đài loan và vẫn được tôn trọng rất lớn bắc cơ nói tôi cảm nhận được chủ nghĩa của ông ấy sẽ khích lệ người đời sau tiến bước và điều này thực sự sẽ xảy ra ở trung quốc trung quốc sẽ có thời gian tốt đẹp hơn giáo nghĩa chủ nghĩa dân tộc của ông chủ quyền và phúc lợi của nhân dân sẽ tái hiện và tỏa ra sức sống ngoài ra bắc cơ còn nói các tỉnh trung quốc tự trị chính phủ trung ương thống nhất giống như tổ chức liên hợp châu âu mọi người tự do di chuyển tự do làm việc tự do sống nhưng lại là điều mà liên hợp châu âu không thể nào sánh được điều đáng bàn là Parker tiên tri về sự quay trở lại của tinh thần chủ nghĩa tam dân. Nếu tiên tri này là đúng, vậy có nghĩa là tất cả những nỗ lực dùng vũ lực thống nhất Đài Loan của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ chỉ là một giấc mộng giống như nước Nga vốn kế hoạch trong 3 tháng sẽ chiếm lĩnh hoàn toàn Ukraine, cuối cùng lại hoàn toàn ngược lại. Có nhiều người cho rằng có lẽ đây chỉ là tượng trưng cho chủ nghĩa Cộng sản hoàn toàn rời đi giá trị phổ quát của nhân loại sẽ trở về trên khắp Trung Quốc. Parker từng dự ngôn eo biển Đài Loan sẽ xảy ra xung đột trên biển. Trung Quốc chủ động gây hấn, nhưng không phải xâm lược toàn diện. Xung đột khiến Trung Quốc bị cấm vận trên biển. Từ tiên tri của Parker có thể cảm thấy rằng cuộc chiến Đài Loan cuối cùng sẽ qua, sẽ không thực sự xảy ra. Đài Loan nhìn có vẻ rất nhỏ yếu, Đảng Cộng sản Trung Quốc có vẻ rất lớn mạnh, nhưng lịch sử lại thể hiện ngược lại nhỏ có thể thắng lớn như nước kim của dân tộc thiểu số đem lại cho triều tống nỗi hận vong quốc quân thanh chỉ có mấy vạn lại tiến thẳng tiêu diệt phương triều đại minh tiếng súng của một nhóm nhỏ binh sĩ thành vũ sương lại dóng lên tiếng chuông tống táng phương triều đại thanh ngày nay ukraine nhỏ bé lại khắc chế nước nga trông có vẻ lớn mạnh Tất cả những điều này đã diễn dịch một đạo lý. Có đạo thì được trợ giúp nhiều, vô đạo thì ít được trợ giúp, đó là thiên lý. Đồng thời, dự ngôn này còn ấn chứng một quy luật lịch sử xa xưa. Sự tuần hoàn, phân tách lâu, ắt sẽ hợp nhất. Hợp nhất lâu, ắt sẽ phân tách. Trong phân tách có hợp nhất, trong hợp nhất có phân tách. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, mở đầu có viết rằng thế lớn trong thiên hạ cứ tan lâu rồi lại hợp lại, hợp lâu rồi lại tan. Như cuối đời nhà Chu, bảy nước tranh giành sâu xé nhau rồi sau lại hợp về nhà Tần. Đến khi nhà Tần mất thì Hán sở thanh hùng rồi sau thiên hạ lại hợp về tay nhà Hán. Lịch sử Trung Quốc ít nhất ba lần trải qua từ lớn phân tách rồi lại đến thống nhất. Lần thứ nhất là từ Xuân Thu Chiến Quốc đến Tần Hán Đại Nhất Thống lần thứ hai là từ Ngụy Tân Nam Bắc đến Triều Tùy Đường Thịnh Thế, lần thứ ba từ thời Ngũ Đại Thập Quốc cuối đời Đường đến Đại Nhất Thống Nguyên Minh Thanh. Trong bài viết này, chúng ta chỉ nói về lần thứ nhất từ triều đại nhà Chu cổ xưa. Sau khi triều thương diệt vong, triều Chu kiến lập kéo dài 800 năm, chia làm thời kỳ Tây Chu và Đông Chu. Nhà Tây Chu từ năm 1100 trước công nguyên bắt đầu từ khi Chu Vũ Vương diệt thương Trụ Vương, định đô ở Cảo Kinh kéo dài 300 năm. Đây là một trong những thời kỳ toàn thịnh hiếm có trong nền văn minh Trung Hoa, cũng là thời kỳ nhất thống mà các dân tộc thiểu số xung quanh dung nhập vào triều Chu với số lượng lớn. Khoảng năm 770 trước công nguyên, Chu Bình Vương rời đô sang thành Lạc ấp phía đông. Từ đó về sau, thời kỳ này được gọi là thời kỳ Đông Chu, cũng gọi là thời Xuân Thu Chiến Quốc. Thời kỳ này, Chu Thiên Tử danh nghĩa là chủ chung của thiên hạ, nhưng đã mất đi uy quyền của thiên hạ, cộng chủ, không có năng lực kiểm soát thực tế. 300 năm đầu được gọi là thời kỳ Xuân Thu, chư hầu quần hùng phân tranh, nối tiếp nhau xương bá. Hơn 200 năm sau là thời kỳ chiến quốc, các nước hỗn chiến không ngừng cho đến năm 238 trước Công nguyên, nước Tần, một nước chư hầu của triều Đông Chu cuối thời chiếm quốc, Tần Vương Doanh Chính bắt đầu đích thân chấp chính, thực hiện sách lược viễn giao cận công. Trong thời gian 10 năm đã từng bước tiêu diệt 6 nước, kết thúc cuộc diệt chư hầu cát cứ trên 500 năm, kiến lập triều Tần đại thống nhất. Từ thống nhất đến phân tách rồi lại đến thống nhất, lịch sử cứ không ngừng tuần hoàn như vậy, nhưng không phải là đơn giản tan lâu rồi lại hợp, hợp lâu rồi lại tan, mà là quá trình thể thống nhất từng bước mở rộng, ổn định. Trong quá trình này, ngày càng nhiều quần thể dân tộc dung hợp vào đại gia đình Hoa Hạ. Thời kỳ Hoàng Kim, điều mà nhà ngoại cảm Bắc Cơ nhìn thấy có thể là thời kỳ tốt đẹp tương lai trung quốc hòa giải dân tộc dân chủ xuất hiện phúc lợi của dân chúng được coi trọng sự tồn tại của chính quyền trung ương có nghĩa là đại nhất thống việc các tỉnh tự trị là điều không thể tưởng tượng được dưới sự độc quyền của đảng cộng sản trung quốc như vậy sẽ là liên bang trung hoa có giá trị phổ quát và bao dung cao độ đó chính là thời kỳ hoàng kim trời mới đất mới nhân loại mới mà các dự ngôn nói đến Parker còn nói đó là điều mà EU ngày nay cũng không so sánh được, có lẽ chính là thời kỳ hoàng kim này. Nhà tiên tri đương đại Parker nói rằng Thế chiến thứ ba thật sự đã bắt đầu. Thế chiến thứ ba bắt đầu như thế nào? Parker là một nhà ngoại cảm. Năm 2016, ông trở nên nổi tiếng khi dự đoán thành công việc Trump đắc cử Tổng thống Mỹ và nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu. Sau đó, Ông lại nổi tiếng nhờ dự ngôn chính xác về loại virus corona mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc mà được xã hội phương Tây gọi là Nodschadamus mới. Nodschadamus là nhà tiên tri cổ đại nổi tiếng nhất ở phương Tây. Trước đây chúng ta đã có một tập giới thiệu dự ngôn của Parker vào tháng 11 năm ngoái về những sự kiện trọng đại trong năm 2024. Trong đó ông nói rằng tập cận bình sẽ đổ bệnh, sau đó tình hình chính trị Trung Quốc sẽ bất ổn, chính quyền sẽ sụp đổ và trung quốc sẽ chia rẽ thành nhiều quốc gia nhỏ như châu âu hiện tại đúng như dự đoán tin tức bắt đầu lan truyền trên mạng rằng tập cận bình bị bệnh nặng chúng ta vẫn chưa biết tin tức này có mấy phần thật mấy phần giả nhưng bằng cách này parker đã trở nên nổi tiếng trong và ngoài trung quốc mặc dù đã xảy ra chiến tranh nga ukraine xung đột israel palestine và vấn đề eo biển đài loan trong hai năm qua nhưng dường như không có cuộc chiến nào trong số đó cấu thành sự uy hiếp cho toàn thế giới. Vậy thì tại sao Parker nói Thế chiến thứ ba bắt đầu? Trước tiên, chúng ta hãy xem Thế chiến thứ nhất và Thế chiến thứ hai bắt đầu như thế nào. Thế chiến thứ nhất bắt đầu bằng vụ ám sát Ferdinand, thái tử của đế quốc Áo Hùng. Thái tử bị ám sát trong chuyến thăm Sắc Bia và chết trên đường phố. Đế quốc Áo hung không thể nuốt nổi uất hận này. Đã tuyên chiến với Sắc một tháng sau đó Tuy nhiên, dù là một nước nhỏ nhưng lại được hậu thuẫn bởi một người anh lớn đó là nước Nga. Bằng cách này, hai cường quốc châu Âu bắt đầu giao chiến với nhau. Các quốc gia khác chọn phe và gia nhập cuộc chiến và Thế chiến thứ nhất chính thức nổ ra. Vậy Thế chiến thứ hai đã bắt đầu như thế nào? Hiện tại người ta thường tin rằng nó đã bắt đầu với cuộc xâm lược Ba Lan của Đức vào ngày 1 tháng 9 năm 1939. Ba ngày sau, Anh và Pháp tuyên chiến với Đức. Tuy nhiên, quân Đức không thèm đếm xỉa, tiếp tục đánh chiếm các thành phố chiến lược, nhanh chóng chiếm đóng phần lớn châu Âu, đồng thời còn thu hút được hai đồng minh là Ý và Nhật. Sự tình trải qua hai năm lên men, đến năm 1941, Đức hủy hiệp ước, xâm lược Liên Xô, Nhật tấn công chân châu cảng và công khai khiêu chiến với Mỹ. Thế chiến thứ hai bùng nổ toàn diện, vì vậy Baker nói, khi thái tử Ferdinand bị ám sát, không ai có thể tưởng tượng rằng đây sẽ là sự khởi đầu của thế chiến thứ nhất. Khi Đức nuốt chửng Ba Lan, không ai có thể tưởng tượng được rằng điều này sẽ châm ngòi chiến hỏa toàn cầu. Vì vậy, thế chiến thứ ba sẽ không bắt đầu bằng việc mọi người đánh nhau mà sẽ bắt đầu từ một sự kiện nhỏ. Cá nhân ông cảm thấy có thể tính từ cuộc chiến tranh Israel-Palestine ngày 3 tháng 10 hoặc có lẽ từ khi virus corona mới bắt đầu lan rộng. Chiến tranh trong thời đại Internet Nhưng cuộc chiến tranh này có thể khác với những gì mọi người tưởng tượng. Bởi vì vậy, giờ là thời đại Internet. Parker cho biết mạng xã hội cũng có thể trở thành chiến trường vì ảnh hưởng ngày càng lớn của Internet đối với con người. Cuộc chiến tranh này có thể là một cuộc chiến tâm lý, có kẻ đứng sau hậu trường thông qua Internet để thao túng tâm lý con người, cũng có thể nói là chiến tranh ngầm loại chiến tranh mạng này cũng có khả năng xảy ra trong ngành ngân hàng. Parker cho biết ông cảm thấy một cuộc tấn công mạng quy mô lớn đã bắt đầu nhắm vào mạng lưới các ngân hàng. Thông tin cá nhân của khách có thể bị đánh cắp và tin tặc có thể truy cập vào tài khoản của bạn để rút tiền. Kẻ chủ mưu đằng sau việc này rất có khả năng là Triều Tiên. Ông cũng nhận thấy vấn đề làn sóng di dân nhập cư ở châu Âu và Mỹ tạo thành nội loạn chiến loạn ở Trung Đông đã lâu, rất nhiều người đành phải ly hương. Nhưng những quốc gia Ả Rập giàu có không chào đón di dân, và Nga ở phía Bắc cũng vậy. Vậy những di dân đó sẽ đi đâu? Châu Âu? Châu Âu đã tràn ngập di dân trong những năm qua. Điều tương tự cũng đúng trên khắp đại dương ở Mỹ, vì tình trạng bất ổn ở các quốc gia Nam Mỹ. Hoa Kỳ cũng đang phải đối mặt với làn sóng di dân từ Nam Mỹ gia tăng. Tình trạng bất ổn xã hội do việc này gây ra cũng liên quan đến Thế chiến thứ ba tại sao. Parker nói rằng ông cảm thấy có một thế lực tiềm ẩn đằng sau làn sóng di dân đang thúc đẩy Thế chiến thứ ba và mục tiêu là lật đổ xã hội phương Tây, tạo ra sự chia rẽ, làm tan rã niềm tin của người dân. Cuối cùng, kết thúc quốc gia vứt bỏ truyền thống. Làn sóng di dân ngày càng gia tăng đã mang lại cho họ sự giúp đỡ to lớn, bởi sự tràn vào của một lượng lớn nhân khẩu vào xã hội sẽ khiến cộng đồng ổn định ban đầu trở nên bất ổn kích phát mâu thuẫn giữa người với người rất dễ tạo ra sự chia rẽ. Vậy lực lượng tiềm ẩn này rốt cuộc nằm ở đâu? Parker nói, chỉ cần đi theo số tiền bạn sẽ tìm thấy nó. Chiến tranh luôn cần có tiền, ai có thực lực tài chính mạnh nhất đó sẽ là phố quân. Hay Đảng Cộng sản Trung Quốc, có lẽ ai cũng có thể tự mình đoán được, bởi vì Thế chiến thứ ba là một cuộc chiến tranh đa phương diện, và đây chính là điều khiến cho nó trở nên phức tạp và khó nhìn rõ. Iran là một thùng thuốc súng nhưng có một điều tương đối rõ ràng, Iran là một thùng thuốc súng. Bắc cư cho rằng Israel khẳng định sẽ tấn công Iran, vì Iran là nước hỗ trợ tài chính cho Hamas. Hamas là một tổ chức Hồi giáo cực đoan đang gây rắc rối ở Trung Đông và là tử địch của Israel. Trong cuộc chiến Israel-Hamas nổ ra vào tháng 10 năm ngoái, Iran không chỉ cung cấp tiền mà còn giúp Hamas huấn luyện 500 binh sĩ, và việc này lại rất công khai. Ngay cả Mỹ cũng không thể chịu được sự ngông cuồng như vậy. Barker cho biết ông thấy Iran bị tấn công, khả năng đến từ Israel, cũng có khả năng đến từ Mỹ. Ở Mỹ, có nhiều tiếng nói kêu gọi tấn công Iran. Cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và ứng cử viên Tổng thống hiện tại của Đảng Cộng Hòa Nikki Haley là người phát biểu lớn tiếng nhất cho rằng Iran là kẻ đứng sau vụ hỗn loạn ở Trung Đông, nên cho nó một cú đánh vậy làm sao iran có sức mạnh lớn đến vậy để khuấy động tình hình trung đông bởi vì họ có tiền có nhiều dầu mỏ nên việc bán dầu kiếm tiền rất dễ dàng đương nhiên người mỹ cũng biết điều này họ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt ra thông báo trên khắp thế giới rằng không ai trong các bạn được phép mua dầu của iran nếu bạn mua nó bạn sẽ là đồng minh của nó và tôi cũng sẽ trừng phạt bạn về phần iran quả thực sẽ khó khăn trong một thời gian những ngày cuối tháng 7 năm 2024, vụ thủ lĩnh Hamas bị ám sát ở Tehran, các kịch bản Iran tấn công Israel. Iran buộc phải đáp trả sau sự kiện thủ lĩnh chính trị của Hamas, ông Ismail Haniyeh e, bị ám sát ngay tại Tehran. Họ đang đứng trước quyết định có nên đẩy Trung Đông vào một cuộc chiến toàn diện hay không. Iran và các tổ chức hồi giáo thân cận với nước này cáo buộc Israel đứng sau vụ ám sát ông Haniyeh. Theo lời các quan chức Iran nói với New York Times ngày 31 tháng 7, Đại giáo chủ Ali Khamenei đã chỉ đạo tấn công trực tiếp vào Iran. Iran cân nhắc kịch bản tấn công. Israel đã ám sát nhiều quan chức Iran cũng như các nhóm Hồi giáo thân Iran tại Trung Đông, nhưng nguy cơ xung đột trực diện giữa Iran và Israel đã lớn hơn nhiều kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2003, thời điểm Israel phát động cuộc chiến nhằm tiêu diệt tổ chức Hồi giáo Hamas ở giải Gaza. Hồi tháng 4, Iran lần đầu tiên trực tiếp phóng hơn 300 tên lửa và drone vào lãnh thổ Israel mà không sử dụng các lực lượng ủy nhiệm. Đó là động thái nhằm đáp trả việc Israel ám sát các chỉ huy cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định vụ ám sát ông Hanie e lần này đánh dấu sự leo thang nghiêm trọng không chỉ đối với cuộc chiến ở giải Gaza mà với mối quan hệ vốn dĩ thù địch giữa Israel và Iran nếu Israel thực sự đã giết ông Hanei, đây sẽ là lần đầu tiên nước này tấn công vào lãnh thổ Iran bằng phương tiện bay phóng từ bên ngoài. Điều đó cho thấy trào lửa ở Trung Đông đang rất nóng. Vậy làm sao Iran có sức mạnh lớn đến vậy để khuấy động tình hình Trung Đông? Bởi vì họ có tiền, có nhiều dầu mỏ nên việc bán dầu kiếm tiền rất dễ dàng đương nhiên người Mỹ cũng biết điều này, họ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt, ra thông báo trên khắp thế giới nói rằng không ai trong các bạn được phép mua dầu của Iran. Nếu bạn mua nó, bạn rất là đồng minh của nó và tôi sẽ trừng phạt bạn. Về phần Iran, quả thực sẽ khó khăn trong một thời gian, nhưng một phương án đã nhanh chóng được tìm ra. Có hai quốc gia trên thế giới mà Mỹ không thể đối phó được, đó là Nga và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Iran đến trước nhà và họ và nói nhà tôi nghèo đến nỗi không mở nổi nổi. Hai vị đại ca làm ơn mua dầu giúp chúng tôi đảm bảo giá thấp nhất thế giới. Tất nhiên là hai vị này đều sung sướng. Vì vậy, việc mua bán dầu ngầm bắt đầu bùng nổ, bằng cách này Iran vẫn tiếp tục tài trợ khủng bố. Nhưng công khai qua mặt người Mỹ như vậy mà được sao? Dĩ nhiên là không được. Bạn còn nhớ vụ Mạnh vẫn Chu năm 2018. Vì sao công chúa Huawei bị bắt? Đó là vì bí mật làm ăn với Iran. Sau đó, Chủ tịch Quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ra tay giải cứu và điều này cũng khiến mối quan hệ giữa Iran và Đảng Cộng sản Trung Quốc bị phơi bày. Vì vậy, Iran tuy là một nước nhỏ kín đáo, nhưng nếu thực sự động đến nó, sẽ lôi kéo các thế lực chủ yếu nhất của hai phe Đông và Tây là Mỹ, Nga và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Điều đáng sợ hơn nữa là Iran vẫn có công nghệ hạt nhân và nguyên liệu thô để chế tạo vũ khí hạt nhân làm giàu uranium mặc dù nước này công khai nói rằng không có vũ khí hạt nhân cũng công khai hứa hẹn không phát triển vũ khí hạt nhân nhưng không ai thực sự biết liệu nước này có đang bí mật làm việc này hay không nếu họ bị thúc ép mà thả bom hạt nhân thì toàn thế giới đều bị thiệt hại bắc cư nói rằng theo những gì ông thấy một cuộc tấn công vào iran là điều không thể tránh khỏi như vậy sự bùng phát toàn diện của thế chiến thứ ba chẳng phải rất khó tránh khỏi sao ai có thể ngăn chặn thế chiến thứ ba parker nói rằng nếu trump lên làm tổng thống mọi chuyện sẽ không như vậy trump không thích chiến tranh ông ấy sẽ nói rằng chiến tranh là dành cho kẻ thua cuộc trong chiến tranh không có người thắng cuộc dù cuối cùng ai thua ai thắng thì mọi người đều là kẻ thua cuộc vậy trump sẽ làm gì như tôi vừa nói chiến tranh cần có tiền là một doanh nhân thành công trump biết rất rõ điều này vì vậy trump sẽ lãnh đạo thế giới về mặt kinh tế trấn áp các thế lực phụ diện và tà ác cắt đứt nguồn tài nguyên của chúng và để địch nhân của mình chết đói nhưng liệu trump có thể tái đắc cử parker nói có lần trước trump làm tổng thống ông rất giỏi tiến hành chiến tranh thương mại liệu chiêu rút tiền từ đáy vạc này có giúp trump ngăn chặn thành công sự bùng nổ của thế chiến thứ ba chúng ta không biết hay hy vọng như vậy ở phe phương Đông, bước sang năm 2024, Parker nhận thấy thị trường bất động sản Trung Quốc nguy cơ trùng trùng. Một khi nó sụp đổ thì nền kinh tế Trung Quốc sẽ sụp đổ toàn diện. Chuyện nhà mình giải quyết không nổi, chuyện nhà người e rằng muốn quản cũng rất khó. Về phía Nga, Parker đã dự ngôn cái chết của Putin vào năm ngoái. Vì vậy, thật khó để nói muốn đánh có đánh nổi hay không. Bất quản thế nào? Mặc dù chúng tôi đã nói về rất nhiều dự ngôn, nhưng chúng tôi thực tâm hy vọng rằng những dự ngôn này sẽ không thành hiện thực dự ngôn về thế chiến thứ ba cũng vậy bởi vì một khi chiến tranh nổ ra rất có thể vũ khí hạt nhân sẽ được sử dụng đến lúc đó tất cả chúng ta chỉ cần còn sống trên trận đất đều sẽ phải gánh chịu hậu quả không phải bắc cơ muốn tạo chuyện giật gân trong hai dự ngôn nổi tiếng khác về thế chiến thứ ba đều đề cập đến cảnh tượng kinh hoàng về con người bị hủy hoại bởi vũ khí hạt nhân Dự ngôn của Kremna là một dự ngôn của Kremna mà chúng tôi giới thiệu trong một tập trước. Kremna sống cách đây 100 năm và nổi tiếng với những dự ngôn thành công về thế chiến thứ nhất và thế chiến thứ hai. Trong dự ngôn của mình về thế chiến thứ ba, ông cho biết sẽ có một quả đạn pháo kỳ lạ phát nổ và giết chết mọi sinh mạng ở khu vực Lân cận, sau đó xảy ra nạn đói lớn không phải là không có thức ăn mà là thức ăn chứa đầy độc tố ngay cả nước cũng không thể uống được con người sẽ bắt đầu tử vong hàng loạt một số người giải thích rằng đây có thể là hậu quả của một vụ nổ hạt nhân bởi thực phẩm nước uống và thậm chí cả không khí sẽ bị ô nhiễm bởi bức xạ hạt nhân người ta ăn cũng chết không ăn cũng chết lên trời xuống đất đều không lối thoát vô cùng bi thảm thế chiến thứ ba trong kinh thánh Ngoài ra còn có một trận chiến ngày tận thế nổi tiếng trong kinh thánh, trận chiến Armageddon. Đây là một đại chiến cuối cùng của nhân loại và là một cuộc đại chiến thế giới bi thảm nhất. Nhiều người cho rằng nếu lời tin trên này trở thành hiện thực thì đây sẽ là thế chiến thứ ba. Trước chiến tranh, do đạo đức, nhân loại, băng hoại, thiên sứ đã giáng xuống đại thảm họa liên tiếp trong 7 năm. Khí hậu trên trái đất kịch biến, năng suất cây trồng giảm mạnh, dịch bệnh lai lan, động đất chưa từng có liên tục xảy ra thậm chí có thiên thạch lớn rơi xuống trái đất. Thể chế kinh tế xã hội của nhân loại băng hoại, đạo đức xã hội suy đổi, chủ nghĩa khủng bố hoành hành. Trong 3 năm rưỡi đầu tiên của 7 năm này, kẻ địch của cơ đốc dưới danh nghĩa duy trì hòa bình đã lừa dối mọi người xưng vương ở Jerusalem và bắt đầu thống trị thế giới. Trong 3 năm rưỡi tiếp theo, hắn đã thiết lập một hệ thống dựa trên 666 kiểm soát chính trị, quân sự và kinh tế toàn thế giới hệ thống này cũng trở thành công cụ để hắn tự tạo thần, tố tạo bản thân hắn thành vị thần duy nhất trên toàn thế giới. Hắn ra lệnh cho mọi người toàn thế giới phải tôn thờ hắn và trung thành với hắn. Nhưng người không vâng lời sẽ bị trừng phạt, trong trường hợp nghiêm trọng thậm chí có thể bị xử tử. Vậy 666 này ám chỉ điều gì? cuốn sách tiên tri nổi tiếng nhất trong Kinh Thánh. Sách Khải Huyền nói rằng đó là dấu ấn của con thú đóng dấu trên tay phải và chán của con người. Kẻ địch của cơ đốc sẽ buộc tất cả mọi người phải mang dấu ấn này trung thành với hắn. Một số người giải thích rằng con số 666 này có thể là một con chip được cấy vào cơ thể người. Kẻ địch của cơ đốc có thể kiểm soát được ý thức của con người thông qua chip không? Một số người còn cho rằng chúng ta đang ở thời đại ai liệu đó có phải là một hệ thống nhận dạng khuôn mặt tiên tiến khiến bạn không thể thoát khỏi sự giám sát bất cứ nơi nào bạn đi người khác nói đừng nghĩ phức tạp như vậy có lẽ chỉ là một người giơ tay phải lên trời phát thể ước với hắn kẻ địch của cơ đốc sẽ buộc người đó phải thề vĩnh viễn trung thành với hắn trong mọi trường hợp, sự quản chế cưỡng bức như vậy đương nhiên dẫn khởi sự phản kháng từ nhiều quốc gia khác nhau. Thế lực phản đối nhanh chóng tập hợp tiến về Jerusalem từ mọi hướng. Chỉ riêng các nước châu Á đã triển khai 200 triệu quân. Trận chiến cuối cùng giữa hai bên diễn ra tại Medisdo ở phía bắc Palestine. Ít nhất 1 phần 3 dân số thế giới đã chết trong cuộc chiến này, và cái chết của họ rất bi thảm. Kinh Thanh nói, khi họ đứng trên hai chân, thịt họ sẽ biến mất, mắt họ sẽ khô héo trong tròn mắt, lưỡi họ sẽ sưng mủ trong miệng. Một số người phân tích rằng đây là một triệu chứng bị tổn thương do vũ khí hạt nhân. Nhưng cuộc chiến này không kéo dài quá lâu, chỉ từ 2 đến 3 tháng vào ngày cuối cùng của 7 năm đại nạn sáng thế chủ messi từ trời giáng xuống cùng với thiên binh lúc này mặt đất chìm trong bóng tối máu chảy thành sông hai phe kia quay lại hợp tác với nhau để quay vũ khí tấn công thiên quân nhưng làm sao con người có thể đấu lại với thần kết quả đại bại vương quốc cuối cùng do con người thống trị đã bị hủy diệt hoàn toàn nhưng người sống sót sau chiến tranh bước vào kỷ nguyên mà thần thống trị nhân gian đấng Messi sẽ đích thân dẫn dắt nhân loại bước vào một kỷ nguyên mới, sáng tạo ra vương quốc thiên thu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi video này. Nếu quý vị cảm thấy nội dung video mang lại ý nghĩa và giá trị cho mình, xin hãy like và chia sẻ nó với bạn bè và người thân của các bạn. Đồng thời đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Xin được cảm ơn và kính chào, tạm biệt.